Những cuộc phiêu lưu của Hacker Berry Finn, chương thứ 13. Tôi nghẹn thở, gần như sắp quỵ xuống, bị kẹt ở trên một cái tàu đắm, với một bọn cướp như thế này. Ôi nhưng thôi, chả có thì giờ mà ngồi than khóc nữa. Chúng tôi phải tìm cách gỡ lấy một cái gì đó ở đây mà thoát mới được. Chúng tôi vừa đi, vừa rung chân thành tàu. Mà sao nó lại chậm chạp như thế nữa? hình như là phải đi được tới đằng sau lái, phải mất đến một tuần lễ. Chẳng thấy bóng dáng của chiếc thuyền nào cả. Jim thì nói rằng, không chắc hắn có thể đi thêm được nữa không. Hắn sợ qua, đến nỗi không còn sức mà bước nữa. Hắn bảo thế. Nhưng tôi dục cứ đi. Nếu mà bị kẹt ở trên tàu đám này thì chắc chết. Chúng tôi lại dò dẫm đi. Lần này tới được phía đằng sau lái. Nhô ra phía cửa kính, bám chặt vào ô cửa nhưng ô cửa đã gần chìm xuống mặt nước lúc ra đến gần cửa lớn để đi sang buồng hành khách thì thấy có một chiếc xuồng con ở đó đúng là xuồng rồi tôi nhìn thấy rõ ràng trời ơi không còn gì mừng hơn không còn cái gì đáng mừng hơn nữa tôi vừa định trèo lên thì cánh cửa chợt mở một người thò đầu ra chỉ cách chỗ tôi có nửa thước tôi tưởng là chết nhưng rồi người kia lại thụt đầu vào và nói nhắc cái đèn lên một tí thì mới thấy được bill ơi hắn ta vứt một cái bọc gì vào trong khoang tàu rồi bước vào theo bậc xuống đó là parker rồi đến bin theo vào nữa parker nói nhỏ xong cả rồi đẩy đi tôi không đu lên được cánh cửa nữa vì sức quá yêu bill nói giữ lấy nhá mày đã soát kỹ lại nó chưa chưa mày có soát lại không không nhưng mà nó chưa lấy phần của nó đâu Thôi, thế được rồi, đi đi Không cần phải lấy đồ đạc và bỏ tiền lại Nhưng này, liệu nó có thể nghi là mình bỏ lên làm gì không? Có lẽ không Nhưng mà dù sao thì mình cũng chắc ăn rồi Đi thôi Rồi họ ra đi Cánh cửa đóng sầm lại một cái Vì nó ở phía bên dốc đóng vào Chỉ trong một nửa tích tắc Tôi đã nhảy vào chiếc xuồng con Jim lập cập nhảy theo sau. Tôi rút con dao nhíp, cắt đứt dây thừng. Thế là chuồn. Chúng tôi không hề đụng đến một cái chèo. Không nói mà cũng không thì thầm. Ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa. Cho xuồng lướt nhẹ im, im lặng đi như chết. Đi qua cái guồng tàu, rồi đi qua đằng lái. Rồi một vài giây đồng hồ sau, chúng tôi đã cách xa cái tàu đám đến gần trăm thước. Bóng tối đã hoàn toàn che lấp hết không còn nhìn thấy gì ở trước tàu nữa và chúng tôi biết rằng mình đã thoát. Khi đã đi xa khoảng 3 400 thước rồi, quay lại nhìn, thấy cái đèn lóe lên một chút ánh sáng ở chỗ khung cửa buồng máy, chợt dừng lại độ dây đồng hồ. Chúng tôi biết là những gã kia đã không rời được khỏi tàu và cũng đang lúng túng, chẳng khác gì hơn cái tìm cái tên Jim Turner đang bị trói kia. Rồi Jim cầm lấy mái chèo chúng tôi cho thuyền rượt nhanh để tìm cái bè của chúng tôi đến lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ đến mấy gã kia vì thật ra khi nãy chẳng còn bụng dạ nào mà lo cho họ cả tôi bắt đầu nghĩ rằng ngay cả đối với những kẻ giết người đi nữa thì trường hợp bị chết kẹt như thế này thật là kinh khủng tôi tự bảo là không thể nói đến chuyện mình trở thành kẻ sát nhân thế thì tại sao tôi lại có thể thích để cho họ như thế được Tôi bảo Jim, ờ, hãy thấy chỗ nào có ánh đèn là chúng mình sẽ cập vào khoảng 100 thước đến trên chỗ đó. Tìm một chỗ để anh có thể đem chiếc xuồng con này nấp kín được. Còn tôi thì sẽ đi tìm người nào cùng đến chỗ tàu đám ấy để mà cứu cho được bọn cướp ấy. Nhưng ý kiến đó không thực hiện được. Vì vừa mới nói xong thì cơn bão lại ập đến. Và lần này còn ghê gớm hơn, mưa đổ xuống mà không có chớp gì cả. Tôi nghĩ lúc này nếu ai đều ngủ hết, chúng tôi vẫn cứ lao xuồng đi theo dòng sông. Tìm ánh đèn, tìm cái bè của chúng tôi. Một lúc lâu, rất lâu sau, mưa tạnh, nhưng trời vẫn còn nặng mây. Lại có tiếng ầm ù, rồi một tia chớp lè lên. Chúng tôi thấy trước mặt có vật gì đen đen, trồi lềnh bềnh, vì chúng tôi lại vượt lên đuổi và chúng tôi lại vượt lên đuổi. Đó là cái bè. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ, lại treo lên. Phía bên bờ bên phải, tranh trách về dưới một ít, chúng tôi chợt thấy ánh đèn. Tôi định sẽ theo tới đó. Trong chiếc xuồng con, đầy những đồ đạc mà bọn cướp kia lấy được đã chất vào. Chúng tôi khuân vứt lên bè được một đống. Tôi bảo Jim, cứ trò xuôi xuống phía dưới nữa đi. Tôi trỏ cho hắn trông thấy cái ánh sáng mà hắn tưởng như mình đã đi xa đến gần 20 dặm. Gần hai dặm, ánh đèn lúc nãy vẫn còn lấp lánh, cho đến lúc chúng tôi tới gần. Tôi cầm mái chèo lên, đẩy xuồng đến chỗ có ánh sáng. Tôi càng đến gần, thì lại thấy ba bốn ánh sáng nữa lóe lên ở phía lưng tôi. Ra đây là một cái làng. Tôi tiến đến chỗ có ánh sáng ở gần bờ nhất. Mái chèo vẫn gác, để cho xuồng nhẹ trôi Đến tận nơi nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc đèn lồng đang treo ở cột của một chiếc tàu phà. Tôi bước lên, tìm người gác. Thấy một anh chàng nào đang ngủ ở đó, đầu chúi về phía trước và rúc vào hai đầu gối mà ngủ. Tôi khẽ đập vào vai hắn, hai bà cái, rồi lên tiếng làm điệu khóc mếu. Anh ta giật mình, choàng dậy, nhìn ra chỉ thấy có tôi, mới ngáp dài một cái, vươn vai rồi nói. Hả? Ê? cái gì thế? đừng có khóc à chú em. làm sao? làm sao? Tôi đáp. bố mẹ, bố tôi, mẹ tôi, và chị tôi và. rồi tôi dừng lại, anh ta hỏi. ô, tôi, đừng lo, cứ yên trí. ai mà không có khó khăn, nhưng rồi cũng xong cả. sao? À, họ làm sao? họ, à, họ, nhưng có phải ông là người gác tàu không? phải anh ta trả lời với giọng khoái trá. Ta là thuyền trưởng, là chủ tàu, là phụ việc, là lái tàu, là người gác, là người chỉ huy trên bọc. Có khi ta là hàng hóa, là hành khách đi tàu nữa. <laughs> ta đây không giàu bằng lão Jim Hornbeck đâu, và ta đây cũng không thể ăn ở tốt với thằng Tom Dick Harry như lão Jim được. Nhưng ta đã bảo lão nhiều lần là ta sẽ không đổi chỗ cho lão, bởi vì hãy nghe đây này. Đời ta là đời thủy thủ, mà nếu như ta sống xa thành phố hai dặm, thì ta cũng buồn lắm, vì ở chỗ này chẳng có chuyện gì thú vị. Ta ở đây không phải vì tiền bạc của lão ta đâu, ta đã bảo là ta không cần. Tôi vội chen vào, Ê, họ đang sắp chết đến nơi rồi, và... Ai? Còn ai nữa? Bố, mẹ, chị và cô Hucker, nếu ông có thể lấy cái tàu này đi đến chỗ đó. Chỗ nào? Họ đang ở đâu? ở trên cái tàu đắm tàu đắm nào tàu nào nữa chỉ có một cái thôi hả có phải chú em nói là cái tàu Walter Scott đấy không phải trời ơi chết chửa họ ra đấy làm gì thế không phải là họ muốn ra đấy ta biết ôi chết thật thôi nếu mà họ không thoát ra màu thì nguy lắm mà làm sao họ lại không thể may mắn như vậy được có gì đâu Chắc là cô hấp cờ định ngược lên phía ấy trên tỉnh chứ gì? Phải, lên Blue Landing, rồi sao nữa? Cô ấy định đi đường đó đến Blue Landing, rồi thế nào đến lúc trời tối rồi thì cô ấy lại đi với một người hầu da đen, định đi một chuyến đò chở ngựa lên nhà một người bạn, rồi ở đó suốt đêm. cái cô bạn gì ấy, tôi chẳng nhớ rõ tên. ấy thế, rồi đang đi thế nào lại tuột mất mái treo, còn đò mới quay ngang rồi trôi xuống. Đằng lái thì lao đi trước, xa đến gần hai dặm. Rồi đâm ngay vào chiếc tàu đắm. Cả người trèo đỏ, cả người hầu da đen nữa đều mất tích. Còn cô hốc cờ thì bám được vào chiếc tàu đắm. Sau một lúc sẩm tối độ đồng 1 giờ đồng hồ, thì chúng tôi trèo thuyền dọc xuôi tìm kiếm. Nhưng mà trời tối quá, không nhìn thấy được chiếc tàu đắm, thành ra cũng đâm phải nó nốt. Chúng tôi cũng bị lật thuyền. Tất cả chúng tôi đều lên được, chỉ trừ co bin Ôi trời ơi, bin là người thông minh lắm. Tôi nghĩ là tại sao tôi lại không chết thay cho bin cơ chứ? Chú George ơi, thật là ta chưa nghe thấy điều gì đau đớn hơn bao giờ. Nhỉ? Thế rồi các người làm sao nữa? Chúng tôi gào to lên gọi, nhưng mà ở chỗ đó sông rộng quá, chẳng ai nghe thấy. Rồi bố tôi mới bảo là phải có ai lên bờ mà đi kêu cứu đi chứ. Chỉ có mình tôi biết bơi, nên là tôi bèn nhảy ngay đi. Cô Hopper bảo tôi là nếu không đi gọi được người cứu cho nhanh, thì phải về đây ngay và gọi các cô ấy đi để ông ấy sẽ tìm cách giải quyết. Tôi đi đến gần một dặm, tìm mãi, mong làm sao tìm được người cứu giúp. Nhưng mà ai họ cũng bảo là trời ơi, đêm tối, sông nước như thế này thì cứu làm sao được. Phải tìm lấy cái tàu phà cơ. Đấy, bây giờ xin ông đi cho. Và chả, ta cũng muốn đi đây. Nhưng mà mẹ kiếp, ta không biết có nên làm không? Mà ai là người đứng ra trả tiền cho tao đây? Có phải là bố chú không? Sao? Cái đó cố nhiên chứ, cô hốc cờ. Cô ấy bảo tôi thế mà. Đặc biệt là bác cô ấy là ông Hòn Bách. Tao chết chứa, lão ta là bác cô ấy ư? Đây này, ta bảo nhá. Chú đi quanh cái chỗ có đèn kia kìa, rồi ngoặt sang phía tây. Đi chừng phần tư dặm thì đến một cái quán, Bảo họ chỉ cho chú đi ngay vào nhà dạ lão Jim Hornbach, rồi lão ta sẽ ký giấy trả tiền cho. Mà chú đừng có la cà, vì lão ta đang cần biết tin tức thế mà. Ê, bảo với lão rằng là ta sẽ đảo bà, đảm bảo cho cô cháu của lão an toàn trước khi lão ta đi lên tỉnh. Thôi, ba chân bốn cảng chạy mau đi, còn ta thì sẽ ra gần đây tìm bác thợ máy. Tôi đi ra quảnh ra chỗ có đèn, nhưng chờ cho hắn ta vừa đi ra phía góc thì tôi quay lộn lại và nhảy xuống chiếc xuồng con của tôi và chuồn thẳng. Tôi cho xuồng đi dọc theo bờ, có chỗ chỗ có nước đứng vào khoảng 600 thước, rồi tôi tấp vào đám thuyền gỗ đậu ở đấy. Vì tôi chưa thấy chiếc tàu và ở bến đi ra thì chưa yên tâm. Nhưng nói cho cùng thì tôi cũng chẳng cảm thấy khoan thì tôi cũng cảm thấy khoan khoái vì đã vất vả với đám cướp kia mà trong khi đó còn nhiều người khác chả ai đã làm như thế. Tôi mong rằng mụ quá biết về chuyện này. Tôi chắc mụ sẽ lấy làm tự hào về tôi đã cứu giúp những tài bất trị ấy vì những người bất trị. Những kẻ vô tích sự lại là những kẻ mà mụ quá và những người đứng đắn hay quan tâm đến. Rồi một lúc lâu thấy chiếc tàu đắm khi nãy đi tới, đen lù lù, từ từ trôi xuống. Lục trông thấy nó, có một cảm giác lành lạnh làm tôi giật mình. Trông nó thật đồ sộ. Và trong giây phút Tôi nghĩ rằng nếu có người nào ở trong đó thì rất khó mà sống được. Tôi đẩy xuồng ra gần và hú lên một tiếng khẽ gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Tất cả đều im lặng như chết. Tôi cảm thấy hơi buồn về đám cướp, nhưng cũng không buồn lắm. Vì tôi nghĩ nếu như thiên hạ người ta có thể mặc nhiên được, thì tôi cũng có thể chịu được. Rồi thấy cái phà tàu phà đi tới, tôi liền trèo xuồng ra giữa sông đến một chỗ có dòng nước ngầm rồi khi tôi đã chắc chắn là ra ngoài tầm mắt nhìn của người khác tôi gác mái trèo lên quay lại nhìn chiếc tàu vả đi theo thả một làn khói chè kín cả chiếc tàu hỏng đi trước có cái xác của cô hocker mà các anh thuyền trưởng khi nãy yên trí rằng trong đó có cái xác của cô ta và nghĩ rằng sẽ đem về được cho lão hòn bách rồi lát sau nữa thì cái tàu vả để mặc cho chiếc tàu đi trước cứ đi Còn nó thì rẽ vào bến Còn tôi lại trở về công việc của tôi Và đẩy xuồng xuôi xuống dòng sông Trở lâu lắm mới thấy ánh đèn của chim Thì ánh đèn ấy lóa lên Như nhìn cách xa hàng ngàn dặm Lúc này phía chân trời đã hửng lên một màu xám xám Thế là chúng tôi lại mò vào một hòn đảo Giấu kín cái bè Đánh đắm chiếc xuồng con Rồi quay ra Ngủ như chết Hết chương thứ 13